Theo cảnh báo của các nhà mạng viễn thông, cuối năm là thời điểm nóng của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại và mạng xã hội. Vì vậy, người dân nên đặc biệt thận trọng. Theo ngành chức năng, phổ biến hiện nay là thủ đoạn lừa đảo giả danh, mạo danh công an, viện kiểm sát nhân dân, thanh tra, tòa án, bưu điện để chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Người dân cần thận trọng trước những cuộc gọi, tin nhắn bất thường, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, đặc biệt là thông tin số chứng minh thư, địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân, đồng thời trình báo ngay cho cơ quan công an để được hướng dẫn kịp thời.